Cái nhà hôm nay đi đi như gà ở khúc này nè, có cái đám người ta trồng bo bo rồi cả nhà. Nè, cả nhà thấy không? Cái này là bo đỏ, bo hạt đỏ nè. Quá trời bông luôn. Ở đây một miếng rồi ở đằng kia một miếng nữa kìa. Nè nè. Nhưng mà bật lô có con đồng nó đang cái ở đó rồi cả nhà. Một con thổ nữa. Hai con. Bây giờ đi ra đó đi kiếm nó thử coi. Nãy giờ đi kiếm chỗ mà gì không có trâu gà nữa. Con đồng như mới chạy ra đây tới hồi lộ này mà Di chưa thấy nhiều chỗ gà nữa nè. Có thấy được chỗ bên đây là cái chỗ đường đi vô nhà anh ta nè. Hãy gà đi như mà bạn đã chạy ngồi nó gáy nè. Ô khá giỏi luôn cả nha. Đưa về ấp trại đi nha. Thúc rồi kìa. Nhưng mà lũ sập đó nha. Như cho nó về cái cây cái nè. Ngoài là nghệ 2 tiếng 15 ngàn.
Thank you.
dính luôn cả nhà, quá trời mau thiệt tình. Tiếc quá cho tiếc, trời ơi cõi quá trời đẹp mà xuống dính mau quá, nãy cảm giác bội không luôn á nha, tiếc. Bẫy nó dính lên dưới nóc bội rồi cả nhà. Trời nó bo luôn. Rồi bẫy dính rồi bo kìa. Có người cả nhà ơi. Để mình bo luôn đó. Nhắm cụ sảy quá trời cả nhà ơi, cái đuôi nó tưa tưa nè. Trời dính cái giò rồi. Thôi đi dây cây gỡ cả nhà. Chắc nó hết bo rồi. Dây gỡ nữa nha. Hôm nay Duy đem mấy con mồi già ra Duy úp. Tôi không gà Duy toàn là đi tập mấy con chim mới không à. Nó xuống, bổi xuống nó bo, không có nhiều viên bổi. Quay cho nhà xem nó không có đẹp. Hôm nay Duy đem cái con mồi già ra nè. Để dính nguyên cái chùm bẫy vô cái giò luôn rồi. Cú sảy cả nhà ơi. Sảy rồi. Cái chì nó vô trong cái bội của mình. Đây. Ôi cái thằng đuôi nó te tua trơn. Hồi nãy kìa con Duy bật lo thấy cái đám bo. Duy thấy cái đám bo nó đẹp quá trời rồi, cái Duy bật lo thử, có con đồng nó chơi. Con đồng nó chơi căng lắm, thúc căng lắm. Duy đâu có thấy con thỏ rồi đâu. Rồi vô đi kiếm cội, đi không có chỗ gài nè, nãy hôm đó cái lỗ đó, xe nó chạy quá trời chạy đó. Duy ấp đại ở đây luôn, thấy nó xung Duy ấp đại ở gần lỗ luôn. Cái gáy vừa vô tới cội cầm bẫy cái con thỏ rồi nó gáy. Cái bộ con thỏ rồi nó gáy, cái gì gài hồi nó về nó rớt luôn nè. Ui, nó xảy nó thả vậy nè cả nhà. Luôn nó cục nè. Lúa chín lúa nó sập nè cả nhà, chắc chưa nè. Hồi sáng Duy định đi sớm lắm kìa, rồi giờ mưa Duy sớm không được. Rồi cái tới Duy đi cái đường kia bị người ta chặn xe lại, người ta test nữa, rồi đi tới trưa luôn. Rồi Duy đi dọ rồi cái thấy được cái lỗi này nè.
vô gà dính nó luôn. Cái gì vô gì bỏ nó vô trong cái túi bổi ra. Gấp cái liều đây nha. Bên đó là có cái lỗ đó, hồi nãy nó thấy xe nó cũng sợ đó. Con động nó còn thấy bên kia kìa nha. Nói gì bà con lo gì con nha, động hết không rồi. Vô cái túi bổi đi. Dính nó dính quấn nguyên cái chùm 7 luôn nha. Trên nóc bộ là con bo. Cái này chắc gì về. Hồi sáng gì đang có bộ 7 5 chân à. Rồi cái gì như cầm giờ dính gối rồi. Cái nhà cậu em. Cố dính nào. Nó về cái cây bà đàn sau lưng gì nè. Hồi nãy về cây bà đàn sau lưng đó. Rồi cây nó mới nhảy nhảy qua cái cây sô đũa. Cây sô đũa sau lưng nè. Cái mặt nè. Đó. Nó giúp mọi thấy này thấy không? Bây giờ chị xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Chào cả nhà nha.